Và các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Winner 1/10 hồi sinh chỉ một nét đẹp bất hủ, đi cùng dàn chân không bao giờ lỗi thời. Cái chiếc Winner 1/10 độ hôm nay đến từ một cái bạn tên Nhật Anh. Với một cái chiếc xe này, người chủ đã thành công trong việc phát họa những cái nét sắc sảo của một cái dòng Winner độ một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Cái phiên bản Winner độ được thực hiện dựa trên nền tảng cái dòng Winner 1/10. Cái mẫu xe đã ngừng sức hơn 3 năm ở thị trường Việt Nam, nhưng vận động anh em chơi vẫn yêu mến cái dòng này. Về mặt kiểu dáng thì Winner 1/10 rõ ràng có phần thanh thoát và tối giản hơn nếu so với cái dòng Winner X. Nó phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, nhất là độ tuổi thanh niên tới trung niên. Đương kim người chủ tổng thể cái chiếc Winner đời hôm nay thốt được ánh nhìn bằng nhấn nhá bộ tem của AS150A. Đây là tên gọi của chiếc Winner 1/10 hiện được phân phối thị trường Malaysia. Chỉ dừng ở đó, người chủ còn chịu chi khi chúng ta thay đổi toàn bộ cái dàn chân của cái chiếc Winner khi nâng cấp bộ mâm 5 cây của dòng Sonic 1/5 với kích cỡ phía trước là 1/4 và phía sau là 1/6. Hiện tại bộ mâm này tận dụng cho mình cây vỏ là Michelin Pilotrix, kích thước ở phía trước là 70-90, trong cây phía sau là 80-90, khiến dàn chân nó uyển chuyển thanh thoát hơn rất nhiều khi cái kích vỏ là 90-80 phía trước và 120-70 phía sau của cái phần vỏ nguyên bản. Cái mâm trước là cái dòng Sonic 1/5, kích cấu là 5 lỗ đĩa, có thể lắp đặt dễ dàng khi người chủ cái chiếc Winner độ trang bị đĩa của LS 1/5, cái đường kính là 260. Cái dòng đĩa này rất quen thuộc đối với anh em chơi đi cái mâm 5 cây của dòng Sonic 1/5, không chỉ vì hiệu suất thắng hiệu quả mà còn cực kỳ bền bỉ. Cái phần heo trước là cái dòng Rainbow lục lớn 2 bên đế xứng, có đã quá quen thuộc anh em chơi xe, nhất là những người chơi Winner độ. Một cái lựa chọn được người chủ đã hoàn toàn đi ngược cái xu hướng ưa chuộng hai cái dòng là 4 bit thời điểm hiện tại. Thực tế thì cái dòng Rainbow 2 bit thì vẫn đáp ứng được hiệu năng hãm phanh, hơn nữa gắn không cần phải hy sinh cái vòng phao phục hay phay mâm khi tìm được cái chi tiết phát CC và công chuẩn xác là được. Cái cổng dầu heo bấm đầu inox kết hợp cùng con heo thắng của Rainbow logo lớn đi cùng với cụm thắng của Rainbow Asset Costa, một cụm thắng đặc biệt có 3 chế độ tăng chỉnh NSA được cài đặt bằng kính núm vặn ở bên cái bản lề cụm. Cũng rất cần thiết những chức năng cài đặt nhanh ở phần dây áo, dây cộm của chiếc Winner độ đã bị che khuất. Cái cộm con thì tận dụng cái dòng mạch Donald tiếp em, tuy nó không đem đến cảm giác khác biệt nhiều so bằng bóp con chuyển số, nhưng ăn tiền ở chỗ là cái tính thẩm mỹ và mức giá cũng dễ dàng tiếp cận, khi chỉ cần bỏ ra khoản tiền hơn 2 triệu là bạn có thể sâu được. À, tí xíu nữa mình quên giới thiệu các bạn về cái bộ cụm tăng tốc của chiếc Winner đời hôm nay. Đây là cái mẫu cũng tương đối là nhìn nịnh mắt, vật liệu nhôm CNC, có kết cấu là 2 dây da, nhưng hiện tại chỉ có 1 dây da đã sử dụng được, đem tới cái sự linh hoạt trong quá trình vận hành. Hệ thống thắng đã được nâng cấp bởi phần bay đạp của Rainbow ở phía sau và dầu liền. Nó tích hợp luôn cả cái phần chứa dầu thắng khi trang bị, anh em không cần phải lắp những cái mẫu bình dầu rời. Nhưng khi gắn dĩ nhiên phải thông qua cái bát nhôm CNC, do cái chân bắc của nó hoàn toàn khác với cái bên đạp xin của chiếc Winner đậu. Theo sau là cái dòng Rainbow lục lớn 2 bên đế xứng tạo ra một cái thể thống nhất đồng thanh đồng thủ với dàn chân trước. Cái con heo này được cố định phía sau và có lồng bộ nguyên bản. Thế bắc là không khoe ra được nét đẹp và cũng rất có thể tạo ra góc ảnh phô quang những cái tầng diện mạo. Nhưng đổi lại chúng ta thấy cái con heo thắng này không bị tác động bởi những yếu tố môi trường như cát, đất, vụ vân khi chúng ta so sánh với cái thế bắc xe ngược. Người chủ không thể thấy hẳn luôn cái ống xả của Sonic 1/10 nó bóng bẩy như những anh em chơi, chỉ tăng cái chút thẩm mỹ ở phần cobo bằng cách làm một điểm titan cho nó sặc sỡ, vừa đẹp mắt vừa tản nhiệt nhanh so với phần cobo xin. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Viral 1/10 dọn kiển đẹp mắt với một cái phong cách retro. Cái chiếc Winner 1/10 hôm nay được người chủ đã nâng cấp hội tụ những hai yếu tố gam màu và độ chất, đi cùng với một cái những món đồ chơi tạo ra cái sự cá tính nhưng vẫn tạo một cái nét hài hòa, vận hành cũng rất tốt so với phần bản. Chủ đạo phong cách retro trên cây màu mâm cam kết hợp cùng dàn áo trắng cam đen, nghe có vẻ là hơi màu mè nhưng khi phối cùng nhau thì nó rất là hài hòa, đem đến một cái nét thể thao cho chúng ta xem. Chính vì vậy phong cách này được nhiều anh em tận dụng Honda phối lại. Chàng chân tận dụng để thắng đồ chơi mang kích thước lớn đi kèm với con heo của Rainbow lục lớn 2 bít đã xứng, đã vừa đẹp vừa tạo được phanh mạnh mẽ con xe. Chi tiết cho dầu heo cấu tạo lõi thép bên trong để tăng cái độ bền cho phần dây dầu, có combo dàn chân này phải tiêu tốn hơn 3 triệu. Cái đến là phục hoa linh bình dầu rời phía trên,
Cái dòng phục tới chục triệu tích hợp thêm hai chế độ tăng chỉnh nằm trên chân phục bình dầu. Người dùng dễ dàng kiểm soát được cái lực đàn hồi theo từng cung đường và tải trọng khác nhau. Mình rất thích bản đồ thế này, tuy không có nhiều đồ chơi nhưng những món đồ cũng cải thiện hiệu năng vận hành tốt. Kèm với đó là màu sắc dàn áo và phần mâm đã làm cho xe cực kỳ nổi bật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy để tiếp nhấn like, share, subscribe.